Vâng, xin kính chào quý vị đã quay lại phần 2 của chương trình tổ hợp Orange County Advantage Medical Group. Đây là một cái tổ hợp ở Orange County từ nhiều năm nay. Nếu quý vị nào ở Orange County mà đang có Medicare, đây là một cách thức tốt đẹp nhất là quý vị có thể hỏi thẳng với bác sĩ gia đình của quý vị tổ hợp nào để cho quý vị được quyền đi khám bác sĩ chuyên khoa một cách tự do, và tổ hợp nào có đông bác sĩ chuyên khoa nhất thì thật sự mà nói quý vị chẳng cần phải hỏi xa xôi thì chúng tôi trả lời luôn. Đây là một cái tổ hợp mà chúng tôi rất là hãnh diện là có rất nhiều các bác sĩ chuyên khoa, và nếu mà quý vị nào có tất cả các anh chị em con cháu trong gia đình mà nếu mà muốn về đây hành nghề ở Orange County, xin các chị quý vị cứ liên lạc với cá nhân chúng tôi. Càng đông chừng nào càng tốt chừng đó, là tại vì tuy là người ta nói là ở Orange County có rất nhiều bác sĩ chuyên khoa, nhưng thực sự mà nói vẫn thiếu rất là nhiều. Thành ra vì vậy chúng tôi muốn là người khi mà chúng cái tổ hợp Orange County Advantage Medical Group sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng ở Orange County, là khi nói tới Orange County phải nói đến cái sức khỏe và cái sự hiểu biết về y tế của cộng đồng chúng ta. Thì đây là một cái cộng đồng mà rất được nhiều may mắn là có rất nhiều các bác sĩ của Việt Nam. Ngoài tổ hợp của chúng tôi, tổ hợp Orange County Advantage Medical Group, chúng tôi đóng một vai trò rất là quan trọng với song song với lại Hội Y sĩ Việt Nam miền Nam California trong những cái công việc mà và phòng bệnh cũng như chữa bệnh. Trả lời lại cái câu hỏi là cái con cá salmon mà quý vị người ta nói tốt đó. Bác sĩ Thái có nói là nếu mà quý vị ăn cá salmon thì nên mua cái cá mà nó là gọi là wild, nó là nó nuôi ở nó không phải là nuôi trong trại, mà những con cá đó là cá bơi ngoài biển. Thì cá salmon người ta câu nó chỉ có giới hạn vào một số ngày tháng nào đó thôi. Thật ra quý vị khi mà quý vị mua cá salmon thì chỉ có một số tháng nào đó cá mới là sự thật là cá tươi. Còn nếu mà tới cái mùa mà không phải là mùa câu cá, khi mà họ đầy bề cái gian hàng cá tươi, có lẽ cá đó là cá đông lạnh, họ để nó lạnh này mà thôi. Thật ra xin quý vị nghiên cứu và hỏi kỹ những cái chỗ mà quý vị sẽ mua cá. Thì bây giờ bác sĩ Lê Hồng Sơn, trong việc đầu năm đầu tháng thì bác sĩ Sơn sẽ hướng dẫn cho quý vị một vài cái vấn đề y tế rất là quan trọng, mà chỉ phải thay đổi một chút thôi là đời sống của quý vị có thể tốt hơn rất nhiều. Bác sĩ Lê Hồng Sơn. Kính thưa quý vị, nếu mà có một cái lời khuyên về y tế mà như bác sĩ Dương nói, thay đổi một chút vì có thể ảnh hưởng tới rất là nhiều tới cái đời sống sức khỏe của chúng ta, là cái thứ nhất là cái vấn đề obesity, tức là béo phì. Cái tỷ lệ bệnh béo phì từ trẻ con với người lớn càng ngày càng nhiều. Một cái thống kê mới nhất đây đó, thì họ thấy rằng những người gọi là bắt đầu bệnh tiểu đường hoặc là bệnh tiền tiểu đường, mà nếu mà họ thực sự xuống được cân đó, khoảng 10 kg hoặc là trên 10 kg, thì cái bệnh tiểu đường có thể gone, tức là không còn nữa. Thì cái đó là một điều chứng minh rằng cái chúng ta, nếu mà chúng ta control được cái sức nặng của chúng ta, rất là nhiều cái ảnh hưởng rất là tốt trên sức khỏe chúng ta và cả gia đình của chúng ta nữa. Nếu mà chúng ta chỉ như bác sĩ Dương hỏi một lời khuyên, thì cái lời khuyên đó là cái lời khuyên mà chúng tôi muốn nhắn nhủ tới tất cả quý vị. Bác sĩ Thái thấy làm sao? Bác sĩ Dương hỏi là một chút thôi mà xuống ký một chút chẳng nhầm nhỏ gì cả. Nhưng mà kính thưa quý vị, nói xuống ký thì dễ mà làm xuống ký thì rất khó. Mọi người có nói là tôi hoạt động muốn xuống ký chỉ có một cái, không phải thể thao mà quý vị xuống ký được. Muốn xuống ký quý vị phải ăn bớt calorie. Vâng, cái đó là cái chuyện. Thì làm sao mà chúng ta muốn bớt calorie được? Có một cái điều mà chúng tôi rất là kiêng kính thưa quý vị là vấn đề cơm. Cơm gạo trắng. Tại sao người Việt Nam chúng ta thích ăn cơm thôi, thà bỏ thịt chứ không bỏ cơm. Vâng. Thì nếu mà quý vị vẫn quyết định mà chỉ ăn cơm, còn ăn cơm thì quý vị sẽ không bao giờ xuống ký được. Tại là vì cơm tiêu hóa rất lẹ, ăn calorie rất nhiều mà lại sẽ đói rất lẹo, ăn thêm ăn hoài cũng được. Vâng, thì muốn xuống cân thì phải bớt những cái loại có dinh dưỡng, có tinh bột nhiều. Phải ăn những loại nào nó có chất xơ nhiều, tiêu hóa chậm thì quý vị sẽ bớt cân được. Vâng, kính thưa quý vị, là quan trọng nhất là quý vị phải đếm calorie quý vị ăn vào trong mỗi ngày. Thì muốn xuống cân thì phải bỏ cơm, bớt phở, bớt bánh mì, bớt bún. Cũng như là một người gia đình của bệnh nhân của tôi xuống 17-18 pound trong vòng mấy tháng. Ông làm gì? Ông gọi một tô phở chỉ có thịt với nước thôi rồi đổi giá và ăn, không ăn bánh phở nữa. Vâng, đó là phương pháp.
tốt cho sức khỏe và xuống cân. Bác sĩ Lê Hồng Sơn, bác sĩ Thái là kêu bỏ cơm mà ăn bớt phở, bác sĩ Khánh đúng không? Bác sĩ Sơn nghĩ làm sao? Có nên bỏ cả phở luôn không? Thật sự nếu mình đặt được cái vấn đề như chúng ta đang nói vấn đề xuống cân, cái vấn đề xuống cân cũng rất quan trọng tới một ngành nghề của bác sĩ Dương, và rất là một bệnh rất là thông thường là cái bệnh mỡ trong gan. Rất là nhiều người bệnh nhân chúng ta có phát hiện mỡ trong gan, hoặc là qua cái thử máu trong máu rồi làm cái siêu âm gan thì thấy là mỡ trong gan. Và thường thường bệnh nhân hỏi chúng tôi là có cách nào để chữa không, thì cho tới giờ phút này trong khi chờ đợi bác sĩ Dương cho thêm ý kiến thì cá nhân chúng tôi chỉ chưa thấy có một cách chữa nào hữu hiệu nhất bằng quý vị phải xuống cân, mà xuống cân phải minimum phải 10% cái body weight của mình thì nó mới có ảnh hưởng tới cái lượng mỡ trong gan. Tuy nhiên để xin mời bác sĩ Dương update thêm về một cái bệnh rất là thông thường, rất là trầm lặng và có thể chúng ta gọi là silent killer đó, là bệnh mỡ trong gan, cho những cái chi tiết mới. Vâng, trước hết thì quý vị, nếu mà quý vị nào thấy những bức ảnh, những bức hình mà sau cái trong cái màn ảnh thì đây cũng là nhờ các anh chị trong đài đã ghép một số những cái hình ảnh vào mà làm cho quý vị rất là thích thú cho quý vị xem. Cho nên việc đây thì cái phở với cơm thì nếu mà các anh chị mà ghép phạm, xin các chị đừng ghép cái hình phở là phở và cơm là cơm. Mọi người quý vị hiểu chúng tôi. Thực sự mà quý vị thì nói lại cái vấn đề là cái gan nhiễm mỡ là một cái vấn đề trong hội chứng chuyển hóa đưa tới cái gan nhiễm mỡ, mà chúng ta chẳng may chúng ta có mấy cái cao mấy cái thấp đó, cái cao máu cao mỡ cao đường cao cholesterol nó đưa tới hội chứng chuyển hóa là do cái insulin resistance, là kháng insulin, rồi từ đó nó đưa tới cái gan nhiễm mỡ. Cái gan nhiễm mỡ, nếu quý vị có thể tưởng tượng đến cái phòng này bây giờ tất cả bàn ghế máy quay phim đều bị dồn qua một chỗ hết, là tại vì mỡ nó đẩy tất cả các dụng cụ qua một chỗ, thì chúng ta cũng có thể ngồi được nhưng mà co ro cút rút lại. Nhưng mà sự thật mà nói cái đó không nguy hiểm bằng khi mà chúng ta bắt đầu cái cơ thể của chúng ta bắt đầu nó quét dọn những cái gan nhiễm mỡ, thì lúc bấy giờ cái gan nó sẽ bị sơ và bị chai. Như bác sĩ Lê Hồng Sơn có nói thì cho tới giờ phút này chúng tôi vẫn chưa có thuốc để chữa bệnh gan nhiễm mỡ, nhưng chắc chắn là trong vòng 1-2 năm sắp tới chúng tôi sẽ nói rất nhiều về các loại thuốc khác nhau về chữa bệnh gan nhiễm mỡ. Vì gan viêm gan C đã có thuốc chữa gần như là hoàn toàn hết bệnh viêm gan C, nhưng mà gan nhiễm mỡ chưa có thuốc, thành ra là gan nhiễm mỡ sẽ đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà gây ra chai gan và ung thư gan trên nước Mỹ. Thành ra vì vậy xin quý vị theo dõi tiếp tục chương trình này, một khi mà chúng tôi có những thuốc và chữa gan nhiễm mỡ thì chúng tôi sẽ gửi ngay cho quý vị. Bây giờ thì làm sao, bây giờ chỉ ăn bớt lại những tinh bột và có thể uống vitamin E. Nhưng mà nếu trước khi quý vị, nhất là các ông, khi uống vitamin E thì xin tham khảo ý kiến của bác sĩ gia đình của quý vị xem quý vị uống có bị ung thư nhiễm hậu túi hay không. Thì chúng ta còn một phút, thì một phút cuối cùng lúc nào cũng đưa cho bác sĩ Thái nói. Thì bác sĩ Thái sang việc nhiều nhất. Không để không nói điều mới mà gọi là múa rìu qua mắt thợ. Vâng, thì cái gan nhiễm mỡ đối với ý kiến của tôi đó là không phải là quý vị ăn mỡ mà nó gây cái mỡ. Đúng. Mà chính là ăn đường. Mà cái loại đường nào nguy hiểm nhất, cái loại đường fructose chúng tôi sẽ giải thích sau, nhưng mà cái loại đường fructose sẽ làm quý vị gan nhiễm mỡ nhiều nhất. Mà đường fructose ở trong trái cây. Nhưng mà quý vị nói quý vị không ăn trái cây nhiều, nhưng mà quý vị đồ ăn mà làm sẵn nó trộn 2 fructose corn syrup. Quý vị ăn đồ mà làm sẵn rồi thường thường sẽ có 2 fructose corn syrup. Quý vị sẽ ăn nhiều fructose vào cơ thể và quý vị có cơ hội bị gan nhiễm mỡ. Vậy ăn đồ càng biết chế ít chừng nào càng hay chừng đó. Bác sĩ Sơn, chúng ta vừa nghe bác sĩ Dương nói về bệnh gan nhiễm mỡ và chúng ta sẽ chờ đợi bác sĩ Dương cho thêm những bản tin vui về gan nhiễm mỡ trong thời gian sắp tới. Trong năm 2018 thì chúng tôi tổ hợp Orange County Adventist Medical Group cũng hy vọng là tất cả người bệnh nhân trong tổ hợp cũng như cộng đồng chúng ta, ba cái bệnh gọi là bệnh cao của chúng ta sẽ giảm đi rất là nhiều. Cao trở thành thấp. Cao thấp cũng sẽ giảm đi rất nhiều, hoặc là nếu mà chẳng may chúng ta có thì chúng ta sẽ giảm thiểu được tối đa những cái biến chứng của nó. Bác sĩ Dương. Vâng, xin kính chào quý vị. Có một bệnh mà chúng ta càng lớn tuổi cao nó sẽ lùn đi. Thế nên vì vậy xin kính chúc quý vị và xin hẹn quý vị vào tuần tới.